3 mẹo nhanh để chọn một chiếc xe tải cũ chất lượng nếu bạn không muốn nhận trái đắng. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tôi là Đạt Xe Tải. Hôm nay tôi sẽ review một chiếc xe đang có mặt tại salon xe đẹp 88. Hàng mới các bác ạ. K140 đời 2014. Tải đủ 1,4 tấn, giá 255 triệu thôi. Đây, em sẽ đi vào chi tiết cho các bác xem nhá. Đây là phần đầu xe. Đây là phần cabin này. Đây các bác để ý nhá. Đầu tiên để nhận biết một chiếc xe không đâm đụng thì chúng ta sẽ nhìn ở phần chán xe đầu tiên này. Phần chán xe nhá, nhìn xem có bị bong chóc hay sấy xước gì không. Em này sơn zin nhá các bác nhá. Đấy, chán xe rất là mới này. Nước sơn nguyên bản. Đèn này, đèn cũng rất là tốt, còn trong. Đấy. Bên này, điều thứ hai các bác nhìn một chiếc xe mà nó còn đẹp, còn chất lượng, các bác hãy nhìn phần cột A. Đây là phần cột A các bác nhá. Đấy. Phần cột A nó phải liền lạc, sơn nó phải được mới. Đây phần cột A. Đấy. Móng mưa này. Nó bị ngược sáng tí các bác thông cảm nhá. Đây móng mưa này. Còn rất là chắc chắn, nền nạc. Không va chạm, đâm đụng ngập nước. Thì đến với salon xe đẹp bên em thì cam kết xe không đâm đụng ngập nước. Đều là những xe tải mới còn rất là chất lượng. Đây, bên này các bạn xem thế nhá. Em này thì rất là đẹp. Giá chỉ 255 triệu thôi. Rất thích hợp cho bác tài mới khởi nghiệp. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần nội thất. Nội thất bên trong em này thì cũng rất là đẹp. Đây, ta bị cửa này, cũng rất là mới nhá. Đấy. Đây, mình cho các bác xem phần kéo chỉ rất là mỏng nhá. Đây kéo chỉ cũng rất là mới này, không bị méo mó gì cả. Điều thứ ba, các bác muốn xem một chiếc xe tải cũ còn chất lượng và là không đâm đụng mà vẫn còn tốt ấy. Đây các bác sẽ nhìn bậc lên xuống này, tất cả các bậc lên xuống này. Đây nhá, các bậc lên xuống nó phải liền nạc, nó phải gắn kết với nhau chứ nó không phải xô sạch hay có những vết bả ma tít. Đấy các bác thì thấy này. Đấy. Rất là đẹp nhá. Đấy, cái đinh bấm cửa. Đây. Em này thì khám đến tháng 11 năm 2019 cơ. Đây, đinh bấm này. Tất cả đinh bấm rất là mới này. Nguyên bản luôn nhá. Đấy, đinh bấm đấy. Đây, chúng ta đến với phần nội thất nhá. Đây. Đồng hồ này, vô lăng này. Điều hòa này. Nốt ghế này, rất là mới này. Trần cũng vậy, trần mới luôn nhá. Trần còn rất là mới đấy. Đấy thì em này thùng bạt. Bác nào có thiện chí thì xuống bên em tại salon xe đẹp 88 Giang Khánh, Giang Tiên, Phú Lương, Thái Nguyên để chọn cho mình những chiếc xe ưng ý và hợp lý nhất. Có thể là không phải là em này,
Nhưng còn rất nhiều là mẫu xe, loại xe, các kiểu xe phù hợp với giá tiền và công việc của nhà mình. Các xuống đây. Đây, tất cả phần tổng thành xe này. Đấy, làm mới nhá. Diêm thành thùng này. Đây, các bác sờ này, diêm thành thùng nó mỏng này. Không gọi bả matit. Tất cả đinh bấm của hãng này. Đây là phần chassis này. Đây, phần chassis ấy. Theo là phần sàn sóng. Sàn nó còn rất là phẳng, không bị võng. Sàn em này còn khá là đẹp. Nó không bị, cho thấy chủ trước còn rất là giữ gìn. Coi xe như con, coi xăng như máu. Như một người bạn đồng hành cùng mình trong suốt thời gian phiêu bạt để làm ăn kinh tế. Đi xa trở lại. Đấy nhá. Thì em xin giới thiệu lại em này, mới về salon xe đẹp 88. Mới về chiều qua thôi. K140 đấy, 2014. Tải đủ 1,4 tấn và giá chỉ 255 triệu thôi. Bác nào có thiện chí thì xuống bên em tại salon xe đẹp 88, Gia Khánh, Gia Tiên, Phú Lương, Thái Nguyên để nhấc ngay em nó về với giá cực ưu đãi. Và đặc biệt bác nào tới và mua xe trong tháng này, bên em sẽ ra lộc cho các bác được may mắn phát tài phát lộc. Và có những khuyến mãi đặc biệt từ 1 cho đến 5 triệu đồng. Đấy, nếu bác nào thấy hay và ý nghĩa thì like và ấn nút đăng ký giúp em. Và ấn vào biểu tượng cái chuông để là người đầu tiên nhận được những video hay nhất, sớm nhất. Còn nếu thấy chỗ nào em nói chưa đúng thì các bác cứ comment bên dưới để em sửa chữa, rút kinh nghiệm để tư vấn cho các bác được tốt hơn, hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các clip lần sau. Chúc các bác có một ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả và bổ ích. Xin chào. Nếu của chúng bác thấy hay, thấy có ích thì hãy bấm vào biểu tượng cái chuông và nút đăng ký phía dưới để là người cập nhật những video mới nhất của Xe Đẹp 88 của chúng bác anh chị nhá. Đăng ký, giúp em đăng ký và bấm vào biểu tượng cái chuông ở bên dưới của chúng bác anh chị nhá.